Yeah, hello, chào toàn thể anh chị em mình thân mến nha. Hôm nay là một cái dịp phải nói là hơi đặc biệt nha anh chị. Thì Hiệp xin phép giới thiệu đến anh chị mình ha một mảnh vườn cây trái. Thì bây giờ tổng quan cái mảnh đất này của mình ha anh chị ha, là 1 hectare nha anh chị. Thì nó ngoài 1 hectare ha, tức là 10.044 m² ha. Đó, thì trên cái mảnh đất của mình thì mặt tiền đường mình thì dài miên man luôn nha anh chị. Rồi là mình cách quốc lộ 20 mình ha, tầm khoảng là 250 m nha anh chị ha, 250 m. Rồi trên mảnh đất của mình ha là vườn cây ăn trái nè, như anh chị thấy sau lưng Hiệp đây ha, là nguyên vườn dừa luôn. Đó, rồi sầu riêng nè, bưởi nè, mít nè, nói chung vân vân ha, các loại cây ăn trái rất là đẹp luôn anh chị. Và đặc biệt nữa là cái mảnh vườn này của mình ha, nhà cửa xây khang trang rất đẹp luôn ha. Rồi, bây giờ không để anh chị em chờ lâu, Hiệp sẽ quay cụ thể với chi tiết cho anh chị em mình xem nha. Rồi bây giờ Hiệp giới thiệu phần sơ lược cho anh chị mình ha. Cái mặt tiền đường của mình đó là từ quốc lộ 20 ha, mình chạy vô ngay đó ha. Thì đó mình chạy dài đây nè anh chị, theo cái bờ tường mình đang xây luôn nè ha. Đó, theo cái bờ tường mình đang xây đây ha. Rồi tới đây thì là của mình là 83,4 m anh chị ha. Đấy, thì cái mặt đằng sau kia của mình đó là cũng có mặt đường ở đằng sau nữa nha anh chị nha. Thì mặt đường đằng sau đó là cũng 83,4 m ha. Đó, thì bây giờ là mình bờ tường mình bao rọc hết anh chị ha. Rồi, bây giờ ở bên đây nè anh chị mình thấy ha, có căn nhà rất là đẹp luôn ha. Đây mình xây sẵn luôn anh chị nha. Và liền kề của mình ở đây là căn nhà yến nè ha. Đó, anh chị thấy không? Thì cái thông số cụ thể của căn nhà yến này ha, và doanh thu trên căn nhà yến này ha, thì Hiệp sẽ công bố sau trong phần video và phần mô tả nha anh chị nha. Đó, bây giờ Hiệp sẽ cho anh chị mình xem sơ lược qua nha. Đây, thì bây giờ nè, ở đây mình ha là cái đặc biệt các phần đất này của mình anh chị ha, anh chị nhìn thấy ha, đó đất đỏ Ba Giang nha. Đó, cái điều đặc biệt là đất đỏ Ba Giang. Rồi là mình có đây là thích hợp cho anh chị mình phải nói là đầu tư nghỉ dưỡng mới đúng thật sự là cái mảnh này nha anh chị. Đấy, ở đây là sầu riêng đó anh chị thấy không. Rồi đây là mảnh sầu riêng của mình nè, cực kỳ đẹp ha. Thì ở đây nè, mình đang gia chủ mình đang tính xây cái đường này nè, để mình làm thêm cái đường đi vô nữa. Đây là cái vườn sầu riêng của mình ha. Từ đây mình ra quốc lộ 20 là 250 m. Đất đỏ Ba Giang toàn bộ hết anh chị thấy không. Rồi ở trước cái mặt cái nhà yến mình ha, là mình có một cái ao nhỏ ha, để mình chứa nước ha. Đó. Rồi ở đây khu vực này là nguyên sầu riêng hết. Khu vực bên kia là bưởi hết toàn bộ nha. Rồi mình có ổi nè, mít nè, đu đủ nè, măng cục nè, vân vân ha. Đây là phải nói là vị trí rất thích hợp cho anh chị mình làm nghỉ dưỡng nha. Rồi trước cửa nhà mình anh chị là mình có trồng nguyên hàng dừa luôn ha. Dừa sim lùng ha, cháy quá trời luôn. Rồi cái điều đặc biệt nữa đó là anh chị biết cái gì không? Đó là gia chủ để lại toàn bộ nội thất cho anh chị em mình luôn nha. Nha. Đó, để lại toàn bộ nội thất cho mình luôn. Phải nói là quá đẹp luôn anh chị ạ. Rồi bây giờ Hiệp sẽ vào bên trong nhà, Hiệp quay kỹ cái phần bên trong nhà cho anh chị mình xem nha. Rồi anh chị mình cố gắng theo dõi hết video này nha anh chị nha. Đấy. Rồi bây giờ mời anh chị mình cùng Hiệp chúng ta bước vào tham quan căn nhà ha. Đây anh chị nhìn thấy không ạ? Đầu tiên là ngay cửa mình đã có nguyên một hàng dừa trái rất là sum suê ha. Rồi, rất là tuyệt vời luôn anh chị ha. Đó, cái dừa đẹp tuyệt vời ha. Nguyên hàng dừa mình liền kề căn nhà mình luôn. Rồi bây giờ á, đây vừa tới là thấy nguyên trên bàn mình có bưởi nè anh chị, bưởi cây nhà lá vườn nha anh chị. Phải nói là rất là tuyệt vời luôn, bự ha. Đó. Rồi đây mình hàng dừa ha. Và đây là nơi an cư lập nghiệp của anh chị mình đây ha, và cũng là nơi anh chị mình đầu tư nghỉ dưỡng ha. Đó, đây là căn nhà của mình tuyệt vời nha anh chị nha. Đó, thấy không? Đây đầu cửa thôi là quý vị nhìn thấy ha, đây là cái chậu bông ha, là chủ nhà đã trang trí là mình cảm thấy nó rất là sảng khoái nữa ha. Bên này có nguyên cái dàn bông lo kèn luôn nè, đó. Thấy không? Tuyệt vời anh chị nha. Rồi bây giờ Hiệp mời anh chị mình cùng bước vô căn nhà nha, để mình nhìn kỹ ha. Rồi đầu tiên mình vừa bước vô căn nhà thì ở đây là mình có bàn tiếp khách ha, mà gia chủ đã dọn sẵn ha. Rồi tivi ốp tường nè, tivi trên tường ha. Rồi trong này của mình là có bàn thờ nè. Đó. Thì gia chủ nói chung là trang trí cái ngôi nhà rất là khang trang nha anh chị. Rồi ở đây mình ha là mình có camera rồi chống trộm hết đầy đủ nha anh chị nha. Rồi nhà mình có máy lạnh luôn ha. Máy lạnh, tủ lạnh nè. Đó, đây là một cái phòng ngủ nha. Rồi. Mời anh chị mình đi ra phía sau ha. Đó. Rồi, đây là không gian phía sau của mình anh chị. Thì ở đây là toilet ha. Thì mình có để gia chủ có để một cái máy giặt ở đây luôn ha, toàn bộ anh chị ha. Đây là cái máy nước nóng lạnh ha. Rồi, đây là không gian bếp dành cho chị em phụ nữ nha. À, chị em phụ nữ mình bảo đảm là rất thích cái không gian này ha. Rất là tuyệt vời. Rồi, liền kề bên đây là cái tủ lạnh nè. Ở đây sơ bếp này mình ngồi mình dùng cơm ha. Rồi ở đây mình có tủ lạnh nè, có tivi luôn để mình vừa dùng cơm mình có thể xem tin tức thời sự luôn ha. Đó. Rồi đây là cái bên hông. Mình bước ra đây. Thì ở sau đây là mình có nguyên cái dàn bông hồng nè anh chị. Rồi bên đây có dàn cỏ đậu phộng nè ha. Cây vú sữa lùng nè chị thấy không? Đó, trái quá trời trái luôn. Ồ, thấy chưa? Rồi. Liền kề sau đây mình nữa thì gia chủ có mà làm cái toilet đằng sau này nữa. Còn bên này là cái kho ha. Đó. Rồi đây là nuôi mấy em giữ nhà. Đó, tuyệt vời ha. Rồi cái đặc biệt nữa mình đất mình anh chị nhìn kỹ nha. Đấy, liền kề mình đây là căn nhà yến nha anh chị. Đấy. Thì căn nhà yến này thì Hiệp sẽ nói kỹ hơn về kích thước sàn trong cái phần video tiếp theo nha anh chị nha. Rồi bây giờ mời anh chị mình cùng Hiệp chúng ta tháp tùng ra tham quan mảnh vườn nha anh chị nha. Đấy. Bên này của mình nó thì có nhà cửa dân cư ở rất là sầm uất luôn ha, có dàn bưởi đồ này kia bên liền kề mình luôn. Nói chung là khu dân cư này rất là yên tĩnh nha anh chị ha. Đây là cây bơ lớn ha. Rồi bây giờ cho anh chị mình xem cây bưởi ha. Anh chị mình thấy không ạ? Bưởi trái quá trời luôn anh chị ơi. Trái bự không anh chị. Đây. Cặp bưởi này mà trưng ngày Tết thì tuyệt vời anh chị ha. Ồ, đẹp quá, bự ghê luôn. Rồi bây giờ nè, Hiệp cho anh chị mình xem là sầu riêng nè. Và bên này có cây chôm chôm to nữa. Rồi, ở phía sau mình là vườn sầu riêng đây anh chị thấy không? Đây, sầu riêng mình ha. Đất này đặc biệt cái là thế. Anh chị mình nhìn cái chất đất là anh chị mình có thể nói là rất là tuyệt vời nè. Đây là cái chất đất đỏ Ba Giang nha anh chị nha. Ha, đất đỏ Ba Giang á, rất tốt. Rồi, đất mình thì nói chung là tương đối là bằng phẳng đẹp ha. Nhà cửa điện nước đầy đủ ha. Đặc biệt là cái vườn sầu riêng này anh chị. Đấy. Đặc biệt là vườn sầu riêng ha. Rồi bưởi nè. Đó, để chị mình coi thực tế ha. Em quay thực tế đầy đủ chi tiết cho anh chị mình xem nha. Rất là đẹp luôn anh chị ạ. Bưởi quá trời luôn ha. Rồi. Wow. Phía sau này vườn bưởi khủng khiếp luôn anh chị ơi. Rồi ở đây mình nè, gia chủ mình có làm một cái hố ao nho nhỏ nè anh chị thấy không? Đó. Rất là tinh tế anh chị ha. Đó. Rất là tinh tế luôn. Ao ha. Rồi anh chị mình xem nè, đây là bưởi nè. Đó, bưởi da xanh ha. Đó. Trái khủng khiếp trái luôn ha. Đấy. Wow, đằng sau kia mới trái dữ nữa anh chị ơi. Rồi đây là sầu riêng ha. Đó. Và cái điều, thêm một cái điều đặc biệt nữa cho anh chị mình thấy ha, mảnh đất mình có hai mặt tiền đường nha anh chị. Đây Hiệp đang chuẩn bị Hiệp đi thẳng ra mặt đường phía sau ha, cho anh chị mình xem ha. Rồi bây giờ anh chị mình xem sơ lược tổng quan qua đây đã ha. Rồi mình đang đi thẳng ra mặt tiền đường phía sau nha anh chị. Đây chú bưởi chùm luôn. Wow. Wow. Ở đây cây bơ bự ha. Cây bơ rất lớn luôn. Rồi. Anh chị mình nhìn thấy nguyên cái không gian vườn sầu riêng mình phía sau đây ha. Thì nhìn chung á là tất cả mảnh đất của mình xung quanh này hết ha, được gia chủ như là rào hết toàn bộ luôn nha anh chị. Xây bờ tường, rào, lưới, cổng B40 hết toàn bộ hết luôn ha. Và đất này anh chị nhìn thấy cái chất đất này nào là tuyệt vời rồi ha. Đất đỏ Ba Giang quá trời tốt luôn ha. Anh chị mình muốn trồng loại cây ăn trái nào cũng thích hợp hết. Đó. Mà không có trồng nữa, bây giờ ở đây mình có sẵn sầu riêng hết rồi ha. Đó, tuyệt vời ha. Anh chị mình cố gắng xem hết video nha anh chị ơi. Hiệp sẽ quay kỹ ở đầu bộ cái mảnh vườn này cho anh chị mình xem nha. Cố gắng xem hết nha. Vì thật sự cái mảnh vườn này rất là tuyệt vời á. Đây, một không gian. Đó là sầu riêng nè, bưởi nè. Và kia là nhà yến nè. Và thêm một căn nhà xây rất là tuyệt đẹp nữa. Anh chị mình mau sở hữu mảnh vườn này thì gọi ngay cho Hiệp nha. Gọi ngay cho Hiệp nha. Rồi Hiệp dẫn anh chị mình vào xem thực tế nha. Rồi cái phần tiếp theo nữa thì một chút tổng quan trên phần trên cao á, thì Hiệp sẽ bay playcam toàn bộ cái không gian chỗ này. Rồi Hiệp mời anh chị mình xem tiếp cái phần phía sau ha, để mình nhìn rõ tổng quan hơn là mảnh đất của mình nó từ quốc lộ vô bao nhiêu xa ha. Rồi xung quanh mình có dân cư hiện hữu hay không ha. Rồi cái vuông mảnh đất mình như thế nào ha. Thì mời anh chị mình theo dõi phần tiếp theo nha. Rồi bây giờ cái hàng sầu riêng đẹp quá, thôi quay thêm cho anh chị mình xem bằng sầu riêng nữa nha. Đây sầu riêng hai bên mình anh chị ha. Sầu riêng đẹp quá. Cây bơ thì đang ra bông quá trời luôn. Rồi ở đây mình có cái giếng khoan nữa nha anh chị nha. Đây cây bơ nè. Đây mình có cái giếng khoan luôn. Rồi kia mình có cái bồn chứa nước lớn luôn. Nói chung là mình đầy đủ tiện nghi khang trang hết nha anh chị ha. Đầy đủ tiện nghi khang trang hết. Bưởi thì trái khỏi nói rồi ha. Rồi sầu riêng nè. Đây anh chị mình thấy ha, toàn bộ là cái mặt tiền đường phía sau này của mình ha, được gia chủ coi như là làm hàng rào lưới B40 toàn bộ hết, rất đẹp luôn. Đẹp khang trang ha. Ở cái phần chân dưới là mình xây bằng gạch lóc ha. Rồi mình đổ trụ bê tông nè. Đó. Đổ trụ bê tông. Rồi mình rào lưới B40 ha. Thì toàn bộ mảnh đất của mình là đều được rào hết luôn nha anh chị nha. Đây mình nhìn sơ lược tổng quan cái nha. Rồi đây là một cái trang trí cành bông rất tuyệt vời anh chị ạ. Anh chị mình mà sở hữu căn nhà này mà trước Tết là mình về mình có mùa xuân phải nói là rất là huy hoàng luôn nha anh chị nha. Đây. Đây là toàn bộ anh chị em mình nhìn thấy toàn bộ mảnh tiền mặt nhà mình ha. Mặt tiền nhà mình ha anh chị ha. Đó. Đẹp không anh chị? Tuyệt vời ạ. Rồi bây giờ anh chị mình nhìn ha, từ quốc lộ 20 mình ha, đó là mình thẳng vô tới nhà mình ha, độ khoảng 250-300 mét anh chị ha. Thì mình có dân cư ở, nói chung là xung quanh mình dân cư ở cũng đông anh chị ha. Đó, xung quanh khu nhà của mình ấy, thì vườn cây trái phải nói là rất là sum suê lên chị ạ. Đây là cái công viên mảnh đất của mình nha anh chị ha, từ trên cao mình nhìn xuống nha anh chị. Rồi cái này từ mặt tiền đằng sau nè, đó, từ mặt tiền sau mình ha, mình dài ra tới đằng trước nè. Đất của mình đó là anh chị nhìn thấy ha, nó rất là vuông vắn luôn nha anh chị nha, vuông vắn luôn ha. Đó, mình có nhà yến nè, rồi nhà mình ở nè ha. Đấy, anh chị nhìn cho kỹ ha, vuông vắn luôn, phải nói là đất cực kỳ đẹp luôn anh chị ạ, vuông vắn và đất đỏ Ba Giang luôn ha anh chị ha. Rồi cái địa chỉ đất của mình nó thuộc ấp 94 xã Túc Trưng, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai ha anh chị ha. Diện tích đất của mình là một ha ha anh chị ha. Rồi nhà ở là nhà cấp 4 nè ha. Diện tích của mình là 70 m² ha anh chị ha. Đó, nhà của mình ở là 70 m². Rồi nhà nuôi yến của mình anh chị là diện tích của mình là 6 x 20 nha anh chị nha. Rồi mình có 2 sàn ha, tức là 2 tầng ha. Đấy anh chị nhìn thấy không? Đất vuông vắn ha, vuông cực kỳ luôn, đẹp anh chị nha. Rồi vật dụng trong nhà mình có hệ thống nè, như là wifi nè, hệ thống camera tự động nè. Rồi máy giặt nè, máy điều hòa, nhiệt độ, máy lạnh. Rồi máy nước nóng bằng năng lượng mặt trời mình có luôn ha anh chị ha. Rồi tivi ha. Rồi bộ bàn ghế, cộng 2 cái giường ngủ luôn nha anh chị. Rồi tủ thờ nè, cộng 2 tủ đựng quần áo nè, và 1 tủ chén nè. Rồi máy lọc nước nè. Nói chung là vật dụng trong nhà thì gồm có phần phụ nữa là vật dụng nông nghiệp anh chị. Thì mình có 5 cái máy bơm ha, 5 cái máy bơm nước, 1 cái máy xịt thuốc trừ sâu bằng motor ha. Rồi cộng cái 2 cái bình xịt bằng tay nữa nè. Rồi 1 cái máy phát điện nữa nè ha, để phòng hờ khi mình cúp điện ha. Rồi cây trồng của mình trên đất ha, thì mình có là 150 cây sầu riêng nha anh chị. 150 cây sầu riêng và 100 cây gần 3 năm và 50 cây hơn 1 năm. Rồi mình có 20 cây bưởi nha anh chị, 8 năm tuổi ha, 20 cây bưởi 8 năm tuổi. Rồi mình có là 50 cây dừa lớn nhỏ, một số loại cây ăn trái đã có trái sẵn nha anh chị ha. Đấy anh chị nhìn tổng quan từ trên cao xuống và cái thông số mà Hiệp đọc cho anh chị mình nghe ha. Phải nói là rất là tuyệt vời luôn. Đó. Thì cái này của mình là có giá bán luôn nha. Hiệp công bố giá bán cho anh chị mình nha ha. Cái này của mình là giá bán là 7,9 tỷ nha anh chị ha. 7,9 tỷ. Thì anh chị mình yêu mến ha, là anh chị mình vô gặp trực tiếp chủ nhà, anh chị mình thương lượng nha. Và cái điều đặc biệt nữa là gia chủ nói chung là rất là cần tiền á, cho nên là cái này chắc là mình anh chị nào mua thì mình trồng một lần đủ tiền luôn nha anh chị. Đó, thì còn vấn đề cọc thì ý chủ không muốn cọc, có nghĩa là ai anh chị nào mua là mình trồng từ một phát một đủ luôn. Còn nếu mà vì lý do nào đó khách quan ấy, mà anh chị muốn trồng cọc rồi sau đó mới trồng tiền đủ á, thì anh chị cũng có thể là cứ gặp trực tiếp chủ mà mình thương lượng nha anh chị nha, mình đàm phán với nhau ha. Đây thì anh chị mình nhìn sơ lược cả tổng quan mảnh vườn, nó tuyệt vời không. Đó mình có cái ao nhỏ nhỏ nè để mà nuôi cá nè ha. Đó rồi sầu riêng nè ha, rồi nhà yến thì mình đang thu luôn ha. Đó rồi bưởi nè, dừa nè, vân vân. Nói chung là đây là rất là thích hợp cho anh chị mình đầu tư nghỉ dưỡng anh chị nha. Anh chị mình lập một khu vườn này là anh chị mình về là sau giờ lao động mệt mỏi ha, cái cuối tuần anh chị mình đưa người thân gia đình mình về đây mình nghỉ ngơi anh chị ha, thì phải nói rất tuyệt vời. Và nếu anh chị nào mình có ý định mà mình phân xào nghỉ dưỡng ha, thì cũng rất thích hợp. Tại mảnh đất mình có 2 mặt tiền đường ha anh chị ha, mặt tiền đường trước và mặt tiền sau. Đấy. Đây là cái nhà của mình ha, anh chị nhìn thấy rất đẹp không? Từ trên cao mình nhìn xuống nha anh chị nha. Đó thì anh chị yêu mến là anh chị alo trực tiếp cho Hiệp gấp nha, qua số điện thoại là 08 1718 7979. Hiệp trân trọng cảm ơn anh chị em mình đã xem và quan tâm nha.